Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 39 tương với phần 4 bài 22 quyển 2. Đi 39 cửa. Trước tiên hãy nghe cách nói ngoài giờ làm việc học tập. Âm Hán Việt là nghiệp dư. Yê yú. Yê. Yê. Yú. Yê yú. Yê yú. Từ này cũng có nghĩa là nghiệp dư, không chuyên nghiệp. Bây giờ là từ thời gian. Sứ gian. Sứ. Sứ. Gian. Gian. Sứ gian. Sứ gian. Thời gian rảnh ngoài giờ làm việc, học tập. Yê yú sứ gian. Yê yú sứ gian. Thời gian rảnh thường hay làm gì? Yê yú sứ gian xí hoan zuo sờ mơ? Yê yú sứ gian xí hoan zuo sờ mơ? Thời gian rảnh thường làm cái gì? Yê yú sứ gian chàng chàng zuo sờ mơ? Yê yú sứ gian chàng chàng zuo sờ mơ? Nhìn chung thời gian rảnh thường làm cái gì? Thiên trung yê yú sứ gian chàng chàng zuo sờ mơ? Thiên trung yê yú sứ gian chàng chàng zuo sờ mơ? Bây giờ là từ trước đây, trước khi. Ý chán. Ý. Ý. Chán. Chán. Ý chán. Ý chán. Trước khi ăn cơm, nguyên văn là ăn cơm trước khi. Chứ phải ý chán. Chứ phải ý chán. Trước khi tưới hoa. Giao hoa ý chán. Giao hoa ý chán. Trước khi làm phiên dịch. Đang phan y ý chán. Đang phan y ý chán. Trước khi mình đến Trung Quốc. 我来中国以前. 我来中国以前. Trước khi mình đến Trung Quốc thì đã. 我来中国以前就. 我来中国以前就. Thư pháp, hãy nghe phải nhắc lại. Su phả. Su. Su. Phả. Phả. Su phả. Su phả. Cực kỳ thích thư pháp. Phi chẳng xí hoan su phả. Phi chẳng xí hoan su phả. Thư pháp Trung Quốc. Trung Quốc su phả. Trung Quốc su phả. Bây giờ hãy nghe cách nói đối với cái gì đó có hứng thú, cảm thấy hứng thú. Tuổi. Cảm xin chỉ. Tuổi. Cảm. Cảm. Xin. Xin. Chuy. Chuy. Tuy. Cảm xin chuy. Tuy. Cảm xin chuy.
cảm thấy hứng thú đối với kinh kịch nguyên văn là. Nguyên văn là đối với kinh kịch cảm thấy hứng thú. Đối kinh kịch cũng cảm thấy hứng thú. Đối kinh kịch cũng cảm thấy hứng thú. Đối với việc gì cảm thấy hứng thú? Đối với việc gì cảm thấy hứng thú? Đối với việc gì cảm thấy hứng thú? Cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. Đối thư pháp cảm thấy hứng thú. Đối thư pháp cảm thấy hứng thú. Bây giờ là từ đặc biệt. Thừa bía. Thừa bía. Bạn rất đặc biệt. Ní hẳn thừa bía. Ní hẳn thừa bía. Đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt dễ nhìn. Thừa bía hào khăn. Thừa bía hào khăn. Đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thừa bía cảm xin chú. Thừa bía cảm xin chú. Đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. Đối thư pháp thừa bía cảm xin chú. Đối thư pháp thừa bía cảm xin chú. Hãy nhắc lại trước khi mình đến Trung Quốc. 我来中国以前. 我来中国以前. Thì đã đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. Nguyên văn là thì đối với thư pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú. 就对书法特别感兴趣. 就对书法特别感兴趣. Hãy nhắc lại, đến Trung thời gian rảnh thường làm cái gì? Tiến Trung dễ dư sử dụng chẳng chẳng dù sớm. Trước khi em đến Trung Quốc. 我来中国以前. Thì đã đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. 就对书法特别感兴趣. 就对书法特别感兴趣. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nửa kg hoa quả. 一斤水果. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? 换人民币还是美元? Di động của thư ký Lâm. 林秘书的手机. Nặng hay không? 重不重? Vali mới. 新箱子. Làng nhàng, tàm tạm. Má mả khu khu. Đại phu. Đại phu. Đại khái có hơn 100 nhân viên người nước ngoài. Đại khái có 100 đô cơ ngoại quốc trí yuán. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phục xí khờ vấn, yu xí sân xứ. Chủ nhật nghỉ. Xin chí rư xíu xí. Ngồi xe quá chật. Dù chưa thai chỉ.
chỉ lấy một cái thẻ điện thoại. 只要一张电话卡. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. Mùng 8. 8号. Hơi dài. 有点长. Năm nào tốt nghiệp đại học? 哪一年大学毕业? Năm sau nữa? 后年. Nhất định đi, chắc chắn đi. 一定去. Mỗi ngày 6 rưỡi sáng ngủ dậy. 每天早上6点半起床. 8:10 đi đến phòng học. 差10分8点去教室. Tắm, giặt quần áo. 洗澡,洗衣服. Sau đó xem một chút TV. 然后看看电视. 7:01 đúng giờ xuất phát. 7:01 chuẩn xứ chú phá. 10 mọi người bàn luận một chút sở thích của bản thân. 请大家谈谈自己的爱好. Cực kỳ thích hát kinh kịch. 非常喜欢唱京剧. Chơi máy tính. 玩电脑. Cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Dùng ý khoải chỉ vui vẻ từ trong đáy lòng trong thời gian dài. 感到心情很愉快. Thời gian rảnh. 业余时间. Thì đã đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. 就对书法特别感兴趣. Trước khi đến Trung Quốc. 来中国以前.